Thưa quý vị và các bạn, khí hậu khắc nghiệt, địa hình bị chia cắt mạnh, Diên Trinh là một trong 10 xã nghèo khó khăn nhất của tỉnh. Tuy nhiên, với quyết tâm của nhân dân, sự hỗ trợ của tỉnh, nhân dân đã mạnh dạn chuyển đổi các diện tích trồng cây kém hiệu quả sang trồng chè, mang đến kỳ vọng về sự đổi thay ở vùng đất khó này trong tương lai gần. 69,71% là tỷ lệ hộ nghèo của xã Diên Trinh, huyện Mường Khương. Thu nhập đầu người mỗi năm chỉ xấp xỉ 20 triệu đồng. Được chính quyền vận động, anh Lùng Dung Phúc ở thôn Lô Xì Thàng đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích ngô kém hiệu quả sang trồng cây chè san. Nhà nước hỗ trợ cây giống, kỹ thuật trồng, gia đình anh Phúc đối ứng bằng công chăm sóc. Anh Phúc hy vọng khoảng 3 năm nữa gia đình sẽ có thu nhập và tiến tới làm giàu trên chính quê hương. Tôi cũng đi thăm quan về thì thấy chỗ các cái nó trồng chè nó giàu thì nó chuyển sang ngân giàu thì gia đình tôi cũng quyết định về trồng chè sẽ cố gắng để chăm sóc để cho nó phát triển. Việc chuyển đổi từ trồng ngô sang trồng chè đang được nhân rộng ra nhiều thôn trong xã Diên Trinh bởi cây chè dễ trồng, dễ chăm sóc, cho thu nhập cao hơn ngô và cho thu nhập trong vài chục năm. Trồng cây ngô thì thu hoạch hơi kém, cũng hy vọng thì mai kia có nghĩa là chăm sóc mấy năm đầu tiên thì có nghĩa là mai kia thì tháng nào cũng được thu, thì mình già về thì không làm được cái gì nữa thì mình vào hái chè chăm sóc cây chè. Theo kế hoạch, đến năm 2025, Diên Trinh sẽ chuyển đổi khoảng 200 hectare đất kém hiệu quả sang trồng chè. Đến nay, nhân dân đã thực hiện trồng mới được trên 50 hectare. Qua đánh giá cho thấy cây chè phát triển tốt, phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng địa phương. Sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đầu tư hỗ trợ có nguồn vốn cấp cho nhân dân Diên Trinh có cái giống chè để coi như là mang về trồng, và từ bắt đầu từ năm 2019, bây giờ thì nhân dân Diên Trinh mới biết đến cây chè và cũng là có thể là cây chè này cũng sẽ là cây mà sau này sẽ xóa đói giảm nghèo cũng như là tăng thêm cái thu nhập cho nhân dân Diên Trinh. Thực hiện nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giúp đỡ các xã khó khăn nhất tỉnh, nhiều vấn đề khó đã được lãnh đạo tỉnh trực tiếp tháo gỡ, hạ tầng giao thông thiết yếu đang được nâng cấp, đào tạo hướng nghiệp cũng như ưu tiên. Những tiền đề cơ bản này đang được bồi đắp để giúp Diên Trinh vươn lên thoát nghèo bền vững.